Vâng, em xin chào bác nhá. Clip này em đang test những chiếc cục đời bãi, một thương hiệu rất là nổi tiếng BDLO, với cái mã sản phẩm là BAM4260 ấy nhá. Chiếc cục đời này thì nó là sử dụng 3 kênh. Lâu lắm thì ngày hôm nay thì em về được dòng đời bãi 3 kênh rất là đẹp luôn. Con đời này thì nó rất là nổi tiếng rồi. Có điều là ngày hôm nay thì cái hàng này em về thì nó đẹp gần như là mới thôi nhá. Rất là đẹp luôn. Con này mặt phay nhôm làm rất đẹp, đẩy 3 kênh. Hiện tại thì em đang test với những cặp loa bãi Auto King, hàng bãi xịn, được sản xuất tại Đài Loan thôi nhé. Loa này sử dụng một bát 25, hai chép, tiếng bát rất là sâu. Con này thì có đánh ở những không gian phòng tầm 20-25m², đánh rất là hay luôn. Chép tí tách và bát nó rất là sâu, gân là gân cao su thôi nhé. Các bác có thể chơi 5-7 năm mà không phải lo thay gân rồi. Con này thì gân nó rất là lì luôn. Công suất của nó thì các bác cũng có thể là ghép với dòng âm ly tầm 8 xò sẽ có chơi được. Công suất là 140W trên một loa. Và công suất max của nó thì cũng chịu đòn rất là lớn luôn. Hiện tại chiếc cục đẩy này thì công suất là 600W một kênh thôi nhé. Chỉ 3 kênh thì các bác có thể đánh một cặp 30 mà có số 40. Con đẩy này thì cực kỳ đẹp luôn. Các bác có thể xem này. Đây em kích lên một tí này. Chiến áp bi với nhé. Con này thì các bác đánh thì đánh nóng bắt đầu nó mới quay quạt. Đấy, quạt cảm biến luôn. Rất là hiện đại, xịn sò. Mặt của nó là phay nhôm ấy nhá. Phay nhôm đây là cái đằng trước này là cái lưới tản nhiệt này. Nó vẫn còn nguyên bụi chưa vệ sinh nữa này. Cực kỳ đẹp luôn. Con này thì nó sử dụng nguồn đây và tụ rất là nhiều, 2 4 6 8 tụ. 8 tụ đánh 2 kênh và 2 tụ đánh 1 kênh thôi nhá. Thì các bác có thể đánh một cặp số 40 và một cặp loa 30 hoặc là 40 chơi được. Linh kiện máy móc còn như mới, nguyên zin cả cái keo luôn. Cái hàng này thì anh em bán rất là nhiều, nhưng mà thực sự bác là cái hàng này nó còn rất là mới và đẹp. Ít khi mà chúng ta về được những sản phẩm này. Ở giá trước đây là 4,2 triệu. Nói chung là một cái mức giá cực kỳ tốt để các bác chơi. Lâu lắm mới được cái hàng đẹp cái này về, 3 kênh thôi nhá. Rất là nhiều tụ, nhiều công suất khỏe. Con này thì có lát hát thôi nhá. Có lát hát. Tiếng cái dòng này thì rất là hay, sáng tiếng. Con này thì nó đường vào bằng 3 đường và có 3 đường link ra, input ra này. Tức là out ra, có thể là vào 2 đường còn có thể link từ kênh 1 hoặc 2 sang kênh 3 thì chúng ta vào được 3 đường, có 3 đường giao loa thôi nhá. Cực kỳ tiện. Cực kỳ tiện luôn, chất âm hay. Thì tiện clip này em test những dòng loa bãi Auto King gửi cho các bác. Đấy, tiếng cực kỳ là hay luôn. Bác nào mua loa thì gọi cho em hoặc mua đẩy gọi cho em. Loa là 2.500.000, đẩy là 4,2 triệu thôi nhé. Báo các bác để bác tham khảo. Còn clip em xin tạm dừng ở đây. Xin chào bác nhé.